Lưu ý, nội dung tập này mang tính chất cà khịa là nhiều. Cóc dành cho người khó tính, như mọi tập khác của bay thôi. He he he. Hello, xin chào các fly. Các bạn biết về Titan trong Attack on Titan chứ nhỉ? Những Titan bình thường thì rất là đần độn, chần chuồng và chạy như mấy thằng xe rượu biết tay là nhe. Máy mà tụi nó không ỏi đầy đường. À không, có chứ. Đây chính là một bài ỏi Titan nè. Tụi nó ăn người mà không ỉ được, nên chỉ có thể ỉ ra lại bằng đường mồm. À thôi, gọi ỏi cho nó lịch sự. Và dù tụi nó nhanh và trâu bò, nhưng thực sự không thể chối cãi là bọn này khá là ngu. Ngu thì cho tụi mày chết. Cớ mà không phải Titan nào cũng thế các bạn nhé. Có những Titan mang trí tuệ con người và có các khả năng đặc biệt mà không phải Titan nào cũng có. Bọn này khá khôn, thường được sở hữu bởi các quý tộc và quân đội. Một khi nó bị ăn thịt, thì năng lực này sẽ truyền lại cho kẻ ăn thịt. Đây chính là thứ mà các Titan đần độn tìm kiếm trong vô thức. Ngoài ra, những người sở hữu năng lực này chỉ có thể sống được trong 13 năm. Có 9 loại như vậy được tách ra từ cơ thể của thủy tổ Ymir cách đây 1.700 năm, được gọi là 9 Titan Shifter, hay còn gọi là 9 siêu Titan. 9. Titan Thiết Giáp. Đây là đài tiếng nói Bay Store, phát thanh từ Buôn Ma Thuột, thủ phủ của cha đẹp mặt khố, đu dây đi học cùng cưỡi voi đi làm. Bạn mong chờ gì từ một kênh tấu hài điên khùng? Sự nghiêm túc hay là vô bắt lỗi chính tả? Nếu bạn muốn xem anime theo một góc nhìn hoàn toàn điên loạn, hãy đăng ký Bay TV, Bay sẽ bẻ cong suy nghĩ của các bạn. Còn nếu bạn yêu thích trang bị anime, hãy vào kênh Bay Store. 9. Titan Thiết Giáp. Con này tiếng Anh là Armored Titan, dịch đơn sơ là Titan bọc thép. Ngoài ra có thể gọi là Titan giáp sắt, Titan xe tăng, Titan châu bò, Titan người sắt, Titan Iron Man. Hoặc cũng có thể gọi là Titan phế liệu, vì cái thằng cha này ăn hành đầy đủ trong phim, nát như cái mềm rách. Theo như các bạn biết lần đầu, thì Titan này được mô tả như là một Titan hết sức đáng gờm, với chiều cao 15m, sức chiến đấu vô địch và phòng ngự chắc chắn. Khi ở dạng Titan, toàn bộ cơ thể người dùng được phủ một lớp giáp cường hóa cực cứng, khiến cho mọi đòn tấn công vật lý thông thường gần như trở nên vô dụng. Đạn đại bác, kiếm diệt Titan hay cả những cú đấm ở dạng Titan của Eren cũng không thể nào xuyên thủng được lớp giáp này. Đấy là cho đến khi Eren luyện được kỹ năng hóa cứng, hay Faradis chế được các mũi lao sấm sét để tiếp tục bán hành. Đấy là chưa kể thế giới, nó còn chế ra là toàn đạn phá giáp mấy cây. Đáng ra, với lớp giáp nặng nề phủ kín hầu hết cơ thể, thì Titan này phải di chuyển chậm chạp. Nhưng ngược lại, Titan thiết giáp lại có thể di chuyển nhanh nhẹn với tốc độ đáng kinh ngạc, đủ nhanh để tạo vật lực có thể hút bay cả cổng thành Maria. Có điều, Titan thiết giáp chỉ có thể duy trì tốc độ chạy vừa phải khi cơ thể hoàn toàn bọc thép. Tức là chuyển động và thao tác sẽ bị hạn chế. Khi đấm nhau cũng bị chậm chút đỉnh, không xuyên giáp cũng có thể bị bẻ khớp hảo tay đầy kinh dị. 8. Titan ngựa. Con này tiếng Anh là Kha Titan. Các bạn có thể gọi là Titan ngựa, Titan xe thồ, Titan thồ hàng, Titan vận chuyển, Titan xe đẩy là hãng đẩy xe, hi hi. Titan ngựa di chuyển bằng 4 chân và hầu như không có thuộc tính tấn công thực sự. Nó là một support đích thực, với sức bền dẻo dai cùng khả năng mang vác mạnh mẽ. Chính vì vậy, Titan ngựa cho phép người sở hữu tham gia vào các nhiệm vụ dài ngày không cần nghỉ ngơi mà vẫn duy trì được hình dạng Titan. Những Titan khác được vài tiếng là sủi lơ, trong rừng mơ thì chó rồi các bạn ạ. Nhờ di chuyển bằng 4 chân nên lưng của nó có thể mang vác được số lượng lớn hàng hóa, áo giáp, ù súng máy di động rất lợi hại. Các bạn cứ tưởng tượng ra, cả xe tăng có chân chạy như gió mà còn lanh như chó ấy. Điểm yếu của Titan ngựa là khả năng phòng thủ thấp hơn những Titan khác. Ngoài ra còn có các điểm mù như là đánh từ trên lưng xuống và bị thông từ phía sau mông. 7. Titan hình nữ.
Con này mang tên là Female Titan, lẽ ra thì gọi là Titan nữ giới. Tuy nhiên, theo quan sát của bay thì mọi Titan đều không có con cúc cu chào mào nào cả, nên cũng khó gọi con này hay những con Titan khác là nữ hay là nam. Vì con này là con duy nhất có từ chỉ giới tính trong tên, nên chúng ta có thể gọi bằng nhiều tên là Titan hình nữ, Titan gái, Titan BD, Titan véo, Titan melem melem. Dẫu có là pha yếu đi chăng nữa, nhưng năng lực chiến đấu của Titan hình nữ không hề lép so với những thằng còn lại khi đặt lên bàn cân với các Titan cùng loại. Titan hình nữ sở hữu thể chất và sức khỏe dồi dào, hoạt động nhanh nhẹn, đánh đấm linh hoạt. Đặc biệt khi người sở hữu lại chính là Annie, một chiến binh xuất sắc được đào tạo từ nhỏ. Cô đã chết hàng loạt quân trinh sát, gây nên một sự đau lòng khá lớn cho fan hâm mộ. Ghét ngang với con bé Gabi bắn chết xa xa thời hiện tại đấy. Con đuổi BD phốn lạc. Tương tự như Titan Thủy Tổ và Titan Thú của Zigzagger, Titan BD có thể thực hiện một số ảnh hưởng đối với các Titan đần độn thông qua tiếng la hét để thu hút chúng. Cớ mà không phải chúng đến cứu cô, mà đến để hấp diêm thịt cô đấy. Thịt theo nghĩa đen luôn nha. Nhưng cũng nhờ thế mà Annie Leo Hatch đã có thể thu hút sự chú ý của lũ Titan trên đảo Faradis kéo về phía bức tường Maria. Hoặc để giải vây cho mình khỏi đội chính xác khi bị bắt chó trong rừng Titan. Ngoài khả năng la hét ồn ào, Titan BD còn sở hữu khả năng làm cứng da của mình giống như kim cương, hay tạo ra một cái kén vững chắc để ẩn thân trong đó. 6. Titan Thú. Tên tiếng Anh của nó là Big Titan, theo hình dáng truyền thống với hình con khỉ. Và khả năng ném siêu chính xác của nó nên nó có các tên là Titan Tuấn Khỉ, Titan Thú Vật, Titan Súc Vật, Titan Khỉ, Titan Thú, Titan Lông Lá. Nhờ cấu trúc cơ thể mà kỹ năng ném khá phù hợp với Titan này, đặc biệt khi người sở hữu nó là Zigzagger, người luyện ném đồ từ bé. Trong cuộc chiến ở Shiganshina, ông ta đã càn quét gần sạch quân đoàn chính xác ở khoảng cách xa bằng cách lượm một đống đá ném cực mạnh vào đám đông, chúng thằng nào thì chúng. Hắn ta cũng có khả năng làm cứng gáy để tránh tấn công vào điểm yếu này, nhưng cần chút thời gian để gồng ngang. Ê, từ từ, đợi tao xíu là tao gồng. Cái thằng trẻ trâu này má mày á. Đặc biệt, Titan thú của Zig có khả năng độc nhất vô nhị mà không một Titan thú nào khác có được, đó là thao túng những con người bị hóa Titan do tim tủy sống của nó bằng tiếng hét. Mà cũng không phải cái gì đặc biệt đâu, thằng cha này có dòng mẫu hoàng gia trong người, và hẳn là thằng siêu Titan nào có dòng mẫu này đều có thể làm được. Tuy nhiên, cái này về nghiên cứu Titan của quốc gia Melee vẫn chưa có nghiên cứu ra. Những Titan hoạt động dưới quyền kiểm soát của Zig có thể di chuyển cả vào ban đêm nhờ ánh trăng, ngoại trừ một số Titan háu ăn có thể kể cha lưu thằng Titan thú vật này, khiến hắn ta vô cùng nhục và tức tối. Năm, Titan đại hình. Thằng này tên tiếng Anh là Colossal Titan, và nó giống như là Titan đại diện cho cả bộ phim này vậy, nên chúng ta luôn có một cái tên thân thương để gọi nó là thằng mập địch. Ngoài ra còn có thể gọi là Titan khổng lồ, Titan hộ pháp, Titan đại hình, Titan ổn ịch. Titan đại hình có chiều cao lên tới 60m, và người dùng trước của nó, Bertolt Hoover, đã lỡ chân đá sập vẹo một trong ba lớp tường thành kiên cố cao 50m. Thằng này mà vấp cục đá té sấp mặt một cái chắc là chết hết cả dân trong thành cũng nên. Vì mập như heo nên nó bị chậm như rùa, thời gian giữ được hình dạng của mình cũng không bằng các siêu Titan khác. Nếu không có khả năng đặc biệt thì nó không khác gì cái bị thịt cho người ta đấm giả trí. Cũng may mà cơ thể thằng cha này có thể phóng ra được luôn nhiệt lượng lớn từ bên trong, khiến cho không ai có thể tiến lại gần nó, vì mọi thứ đều sẽ bị thiêu rụi bởi sức nóng của luồng nhiệt kia. Không chỉ thế, người dùng của Titan đại hình còn có thể kiểm soát năng lượng được tạo ra trong quá trình chuyển đổi của mình, để tạo ra các hiệu ứng khác nhau cho những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, sử dụng cái khả năng này kéo dài có thể làm giảm khối lượng cơ bắp của thằng mập dần dần, cho đến khi còn trơ lại mỗi bộ xương. Có lẽ cách chiến đấu tốt nhất của thằng cha này là biến hình tạo vụ nổ để phá hủy các công trình. Nó to như bom nguyên tử vậy đấy. Hoặc giả vờ té cái rầm xuống đất là quân địch đi củi cả. 4. Titan chiến trùy. Tên tiếng Anh của nó là Warhammer Titan.
Warhammer thường được dùng để chỉ các loại chùy và búa dùng cho chiến tranh, chứ không dùng cho việc đóng đinh. Sức công phá của nó rất là lớn, thường dùng cho những chiến binh to xác. Tuy nhiên, Titan của chúng ta có tên như vậy bởi vì các Warhammer đời trước thường sử dụng búa hơn là các vũ khí khác. Chúng ta có thể gọi nó là Titan búa chiến, Titan chiến chùy, Titan vũ trang, Titan chiến tranh, Titan búa rìu. Titan chiến chùy có thể biến bất cứ thứ gì thành vũ khí. Chỉ cần đó là cấu trúc cứng hay kẹt quá thì nó có thể dùng chính thịt của mình làm vũ khí. Nôm na là làm cứng thịt của mình rồi đem nó đi thông đối thủ. Kỹ năng này giống với con Titan BD. Ưng làm cứng là cứng hà, muốn mềm cũng không được. Nó được dùng để tạo ra một lớp pha lê bao bọc lấy em gái, người sở hữu Titan chiến chùy. Tuy nhiên, lớp vỏ này cũng có thể bị hư hại hoặc phá vỡ bởi các loại cấu trúc xịn sò hơn. Giả sử như là hàm răng của Titan hàm chẳng hạn. Mà mùa này chắc cũng chả sống nổi với các loại pháo chống Titan hay là mũi lao sấm sét. Không giống với bất kỳ Titan nào khác, riêng con Titan này có thể khắc phục được điểm yếu ở gáy. Khi người điều khiển chẳng nằm ở gáy, mà nằm ở chỗ khác điều khiển thông qua một chuỗi thịt dài bắt đầu từ gót chân của Titan. Tính ra thì cái loại này còn nguy hiểm hơn là ở gáy nữa. Thiết kế nằm được ở dưới nách thì ngon. Nếu kết nối này bị đứt thì Titan chiến chùy không thể hoạt động, chỉ có thể tạo ra được một cơ thể mới mà thôi. Mà việc này thì hao sức lắm, nếu không được luyện tập nhiều như Eren thì được đôi lần là đứng hình. 3. Titan hàm. Giao Titan hay còn được gọi là Titan hàm, Titan răng vuốt, Titan mỏm sắc, Titan chó điên. Titan hàm sở hữu hàm răng vô cùng cứng nên có thể phá hủy bất cứ thứ gì bằng cách cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Móng tay của nó cũng rất hiệu quả trong việc tàn phá mọi thứ, thậm chí là đủ mạnh để gây sát thương nghiêm trọng cho các đối thủ khác. Thằng Titan người thép cũng không có thủ thác được cái mỏ thằng này. Mặc dù Titan này chỉ cao có 5m nhưng bù lại với cơ thể nhỏ nhắn nên nó có tốc độ và sự nhanh nhẹn hơn hẳn các siêu Titan khác. Thừa sức để cắn trộm một thằng Titan shifter bất kỳ nếu nó không có để ý. Nhỏ nhưng có vỏ, dù tụi mày có to còn đến đâu thì cũng đừng nhờn với thằng này. Nó rình rình cắn cho nát bét. 2. Titan tiến công. Với cái tên Attack Titan, ta có thể tùy ý gọi là Titan tiến công, Titan tấn công, Titan chiến đấu, Titan ý chí, Titan liều mạng, Titan hăng máu, Titan máu chó. Đây là Titan không có điểm đặc biệt nhiều lắm, ngoài việc có một cơ thể phù hợp cho việc đấm nhau nhiều hơn, tương tự như Titan hình nữ. Nhưng nó còn không có khả năng tự hóa cứng, chỉ có cái ý chí kiên cường và lì đòn. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của nó để trở thành một dạng Titan siêu mạnh trong truyện, đó chính là người sở hữu nó, chính là đấng Eren Jaeger, nhân vật chính trong cái bộ truyện này. Với lượng bút vô cực vào nhân vật chính thì anh ta đã tự luyện được khả năng hóa cứng, biến hình cả chục lần mà không mất sức, đặc biệt là luôn luôn ăn may và phút chót. Tổ cha nó oan ức cho mấy cái thằng phản diện. Titan này lâu lâu có thể nhìn thấy được quá khứ của những người nắm giữ Titan của mình như các siêu Titan khác. Tuy nhiên, việc này diễn ra là ngẫu nhiên, họ không thể quyết định được thời gian địa điểm mà mình nhìn thấy. Nên đôi khi xảy ra hiểu lầm, nhìn thấy sự kiện mà không biết nguyên nhân. Đặc biệt hơn, Titan tiến công có thể nhìn thấy ký ức của người kế nhiệm về việc đã xảy ra trong tương lai. Căng thẳng hơn nữa là thấy ký ức của người tiền nhiệm về những việc người đó đã nhìn thấy những gì trong tương lai của người kế nhiệm. Thôi hắc nạ quá, chung quy là có thể nhìn thấy được tương lai. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể thấy, mà nó diễn ra ngẫu nhiên về thời điểm, thường xảy ra khi chạm vào người có dòng máu hoàng tộc hoặc hên xui có. Nên việc suy đoán đấng Eren nhìn thấy trước toàn bộ tương lai để đưa ra sách lược hợp lý là không có căn cứ. Có thể anh ta vẫn chưa nắm chắc những việc mình làm mang lại kết quả gì, chỉ cho là nó đúng đắn nhất theo kế hoạch của ảnh. Hoặc là trong thời gian 4 năm, anh ta tranh thủ nắm tay Historia để thấy ký ức trong thời gian dài. 1. Titan Thủy Tổ. Con này tiếng Anh là Founding Titan. Các bạn có thể gọi là Titan lãnh đạo, Titan soi sáng, Titan tổ sư, Titan mẹ, Titan Thủy Tổ, Titan sáng tạo, Titan ông cố nội. Đây là Titan có khả năng lớn nhất trong tất cả các Titan. Và nó có thể liên thông trực tiếp đến thủy tổ Ymir trên con đường để yêu cầu làm những việc không thể tưởng tượng nổi. Khả năng này chỉ dành cho những người có dòng máu hoàng tộc. Nhưng trong cuộc đấm nhau tay đôi thì chắc chắn là bị ăn đấm sấp mặt. Các bạn không thể khiến một thầy pháp cao cấp trở thành một chiến binh được.
Kỹ năng nổi bật của Titan này là biến những người bình thường mang dòng máu hậu duệ của Titan trở thành những Titan khổng lồ, những vũ khí thịt ngu đần lợi hại trong chiến tranh. Trong quá khứ, vua Caffrey đã biến hàng đống thần dân của mình trở thành Titan khổng lồ, sau đó hóa cứng tụi nó để trở thành ba bức tường khổng lồ bên trong hòn đảo Faradis, rồi lại biến một mớ dân nữa thành Titan đần độn để bao vây đám dân còn lại ở bên trong. Sau đó thẩm du những giây phút cuối đời mình trong hạnh phúc phía bên trong bức tường. Còn hậu duệ sau này thì kệ cha tụi nó, chết thì cho chết. Tính ra ông ta là người nói đạo lý nhiều nhất, nhưng cũng chính là người đã biến dân tộc mình thành Titan nhiều nhất, để họ rơi vào các cơn ác mộng vĩnh hằng. Ngoài ra, nó có thể điều khiển Titan theo ý của bản thân, miễn sao đó là Titan do chính Titan Thủy Tổ tạo ra. Như là lần đấng Eren vô tình kêu gọi một đống Titan ăn thịt bà mẹ lớn tội nghiệp đã hóa Titan của mình, tiên sư tổ cha cái thằng bất hiếu. Rorik, vua của những bức tường, nói rằng đây là sức mạnh có khả năng quét sạch các Titan nếu người dùng sử dụng hết các tiềm năng của nó. Ngoài ra, Titan này có thể xóa sạch hoặc thay đổi trí nhớ của mọi thần dân Ymir. Nó giống như cách mà nhà vua Frigg thứ 14 làm lũ các thần dân của mình để họ tưởng rằng họ là nhân loại cuối cùng trên trái đất. Còn các bức tường là những thành trì cuối cùng, quên đi mọi sự kiện trong quá khứ. Làm khổ con khổ cháu bị bọn quân đội Melee quốc gia thù địch thành cho bóng tối khiến cho khóc lên khóc xuống. Haha, sau khi xem cái này các bạn muốn tìm hiểu từng Titan một thì xem lại ở các video trong kênh của Bay, hoặc bắt đầu đọc truyện xem phim sẽ đỡ vã hơn với các tình tiết lê thê nhưng mang đầy hàm ý ở trong đó. Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye bye. Chẳng cần.